lên dưới một tiểu đây. Rồi. Bây giờ em giao dưới tiểu nha. Cảm ơn mấy cái em. Đưa vào cho đó cắt cho được. Cắt đi. Ôi, nó cắt vô đầy sao em? Cô Sáu mà có khi mà thấy bộ quả không ổn á, cái bả muốn giải quà là như từ đầu mà đã chia cho căn nhà rồi vậy đó. Cái gì khi ta buộc mình là phải hứa tại tòa án là ký giấy rồi vậy đó. Đừng nên ký. Rồi, mình ký ha. Không thôi mình không ký, chừng nào mình bán được đất thì mình muốn cho ai mình cho. Mình xin kính chào tất cả bà con cô bác đã trở lại video tiếp theo của Duy Minh. Hiện tại Duy Minh đang có mặt tại quán có một người anh quý chúng chị ơi. Thì Duy Minh cũng hàng ngày mua hai cái lon bia dùm chị Như quý chúng chị. Anh đã soạn sẵn rồi nè, anh biết ý rồi. Anh soạn sẵn luôn quý chúng chị ơi. Hai lon bia này 35.000 nó để là vô là cúng cho chú buổi sáng quý chúng chị, và thắp thuốc cho một cái người anh luôn. Người anh là gửi cho mình mua một cây thuốc mà tới giờ vẫn còn nha quý chú anh chị, còn cũng 7 gói á quý chị ơi. Đó, để cho mình chạy vào trọng để thắp thuốc và cúng bia cho chú ha. Còn cô mà Yến Đoàn á thì Duy Minh sẽ mua buổi chiều những cái hương lớn á quý chú anh chị, hương đại để cúng buổi chiều cho chú ha quý chú anh chị. Qua quý cô chú anh chị ơi, thì Duy Minh cũng quên nữa, Duy Minh mua nước giùm cho là cô Bảy á quý anh chị, cũng có hỗ trợ Duy Minh cho tất cả các anh em. Thì Duy Minh mua nước suối chung luôn quý anh chị, tại vì buổi trưa này là anh em mua nước suối không à. Đó, cho tất cả anh em YouTube cũng như bà con cô bác luôn, uống chung luôn ha quý cô chú anh chị. Đó, cái tiền thì của là cô Bảy ở Tây Ninh gửi cho Duy Minh. Đó. 300k nhưng mà mình mua 250 tiền nước, còn 50 thì để mua nước đá vô quý chú anh chị. Anh lấy sao đủ 250 luôn được không? Đó, 250 tiền nước hay quý chú anh chị. Buổi sáng nay là Duy Minh nghĩ là chắc cũng khá đông bà con cô bác dẫn đến bình thường nghe quý chú anh chị. Thì hồi sáng video hồi sáng thì Duy Minh cũng đã thông báo là cái ngày mà chị Loan đã thông báo rồi, bên Hoa Viên người ta vài bữa nữa sẽ dở thôi quý chú anh chị. Bớt 5.000 luôn hả? Rồi ok anh, cảm ơn anh. Anh có tiền trước đi anh. Rồi để Duy Minh tắt cái quý chú gì ơi. Ông quý chú anh chị ơi, Duy Minh cũng vừa tới cổng rồi, để Duy Minh chạy vô cổng ha. Sẵn quay cái khung cảnh bên ngoài cho bà con cô bác xem ở cái cổng Hoa Viên như thế nào, thì để bà con cô bác được còn nhìn để là biết khi mà đến đây á quý anh chị, thì bà con cứ chạy thẳng vào ha, thôi là hỏi bảo vệ hoặc là chạy thẳng vô trong chỗ cái hoa sen này nè. Hoa sen này là rẽ phải liền, rẽ phải liền là vô khoảng 100m là tới mộ của chú heo quý chú chị, có cái gạp bên tay trái là mộ của chú Vũ Linh, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh quý chú chị. Thôi bây giờ thì Duy Minh xin mời bà con cô bác theo chân Duy Minh để đem nước và đi vô trong cúng cho chú ha quý chú chị. Thằng hộ pháp quý của chú anh chị. Duy Minh thì khi mà vào đây thì Duy Minh hay giái hai vị long thằng hộ pháp. Hôm nay là đình chân, đình trên quý của chú anh chị. Giái hai lòng hai thằng vị thằng hộ pháp cũng như là hai vị Bồ Tát á. Cho Duy Minh chia sẻ tại mộ của chú, được bà con yêu quý vào xem ủng hộ kênh quý chú anh chị. Wow. Ô bà con đến đông quá. Wow, quý chú anh chị ơi, bà con này đến đông quá quý anh chị nè. Vừa bà con mình ở đâu vừa đến à, chị? Bà con mình đến từ đâu mà đi Tây Ninh hả? Wow, bà con Tây Ninh xuống quý chú anh chị ơi. À. Tây Ninh hả chị? Sao có mình đến từ đâu cô? Có vợ em đến đây không? Có trọng á anh. Một xíu lỡ vợ kêu công chuyện với có công chuyện đó. Rồi anh chạy đi em quay anh.
bà con đến từ Tây Ninh đến Biến Mộ Cầu Năm thì vài ngày nữa thôi thì rạp sẽ chính thức bị dỡ, những cái tấm ảnh của cậu sẽ đem lên phòng trưng bày. Thì đây là thông tin chính thức từ chị Hồng Loan ở trên trang Facebook. Tới công chuyện rồi bà xã ơi, anh Minh đang tìm em rồi. Tới công chuyện rồi. Cầm cái này nữa đúng không? Ủa em cầm cho anh luôn đi, anh kim bay biển Bắc, anh tìm biển Tây. Ủa, sao mốt kêu hai ba bá vô nữa? Cãi thêm đi, không sao đâu anh. Bên đây không nhiều mà. Sáng có ai ấy nước nhiều không? Sáng chú Hành mua một bao, em mua một bao. Bây giờ chú Hành dẫn đi mà phòng nước nữa. Ừ. Đây nè. Cái đây hôm nay là nước này là của chị cô Bảy chứ. Cô Bảy hôm qua. Cô Bảy hôm qua. Để đỡ cho anh mua nước. Chú cho anh em uống như bà con uống luôn. Dạ. Chú Hành đi. Hôm bữa 100 ngày của là chú Linh đó thì em có hỗ trợ anh là quay YouTube, lúc đó thì rất là đông người luôn. Đúng rồi. Nhưng mà không có ai phụ anh hết, mà nhờ em mà cũng anh có những cái thước phim cho bà con xem. Thì anh mới là có đề nghị với một cái vị khán giả mạnh thường quân của anh là gửi cho em 500k. Đó. Dạ. Cho em 500k trong cái ngày đó em bỏ cái công sức em quay video đó. Em anh xin dạy chị, đây là cái tiền này của chị xin đầy hôm qua cũng ăn cơm cho chị đó. Dạ. Anh gỡ em luôn. Dạ. Tiền này anh xin cho em nha. Dạ. Để công của em quay giùm anh đó. Nè, hỗ trợ anh nè. Rồi anh em đây. Cảm ơn chị Sandy rất là nhiều. Chúc chị nhiều sức khỏe nha. Ở Mỹ á. Dạ. Rồi. Rồi, anh không xin cho anh mà anh xin cho em. À, lon bia này của chị Như đây. À đây em về em cũng luôn. Quý chương trình thì nói chung là thiền tiên của Lóc á, hỗ trợ với Minh trong cái ngày mà 100 quý anh chị không có ai hỗ trợ hết, chỉ có thiền tiên, có một số anh em thì hỗ trợ kia quá. Ủa sao mà ai cúng nhiều dữ hả? Đó anh yêu vừa cúng anh. Cúng cái gì nữa? Mang quà từ Mỹ. Ngũ quả hả? Của một chị gái ở bên Mỹ, không biết là chị hay là cô. Nhưng mà của khán giả đó. Của khán giả ha. Dạ, của ai anh? Của một cô ở Mỹ. Giấu tên hả? Đúng rồi. Ồ. Cũng mâm ngũ quả. Cũng mâm ngũ quả mà năm cái sọt luôn, quý của chú anh chị. À, cái này quá quý rồi, để Duy Minh cúng mấy cái lon bia luôn quý chị ơi. Ừ. Chị chú. Ừ. Hai lon bia của chị Như quý chú anh chị. Để hai lon cho chú quý vị. Anh đang mời bi cho cậu Năm. Đúng rồi, mời bi cho cậu Năm đi. Rồi. Để mình cũng thắp hương luôn quý chú chị ơi, cũng gian giấy. Chùm là chị nha. Sáng nay là chị Như hôm nào cũng phải cúng hai lon bia vậy đó quý chú chị. À, buổi chiều thì cô Yến Đoàn cúng những cây hương đại cho chú. Chiều thì mình mới cúng cho cô Yến Đoàn ha. Và đó, đây như mình thắp nén hương nha quý chú chị. Mình không gian nào, 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 không gian
Vô cúng đi. Mượn cái này nè. Mượn cái này hả? Đó, ừ. Dưới nhóc cho nó đợi nữa. Sáng luôn. Dưới nhóc mà đợi em lâu lắm. À quý cô chú anh chị ơi, thì buổi sáng nay có nhiều khán giả đến luôn quý cô chú anh chị. Đó là những quý khán giả đến từ Tây Ninh quý cô chú anh chị ơi. Chị cũng đến từ Tây Ninh hả chị? Không phải ha. Vậy là những khán giả đến từ Tây Ninh là bên đây quý cô chú anh chị. Gì gà vô dưới chị? Em đẹp trai. Dạ. Ngồi cái mặt nó coi nhỏ. Ủa? Chị mình đi đến từ Tây Ninh đúng không? Nãy em thấy nè. Ủa? Chị chụp hình chị phải mở cái khẩu trang rồi chứ chị? Có gì đâu. Đúng rồi, nhìn kỳ lắm. Đúng kỳ đó. Đúng rồi. Rồi chị cởi khẩu trang đi, em không quay đâu, nó thật sự luôn á, chị cởi khẩu trang đi. Rồi. Không, chị chụp hình đi, chị chụp hình đi. À, ngồi với chú anh chị thì những cái tấm hình nè, của anh chị rất là đẹp luôn ha. Tấm hình đặc biệt với cái tấm hình là cái tấm hình mà ở trước này không biết tự nhiên mình cũng ngẫu hứng rồi mình để cái bức hình này ở trước mặt của, trước mẫu của chú luôn. Thì cái tấm hình bên trong kia là cũng để trong mẫu là hai tấm hình quý anh chị. Tự nhiên mình để đây không biết sao, tự nhiên mình nhớ chật là tự nhiên tấm hình ở trong cái phần mẫu của chú cũng để tấm hình đó. Và còn là cái tấm hình này thì Duy Minh cũng hôm trước rồi mình có ý kiến rồi ra đây thì mấy anh em cũng chịu quý anh chị để đây luôn nó gọn xung quanh để Duy Minh quay xung quanh hình tí xíu ha quý anh chị cho bà con cô bác cùng xem ha. Thôi đi ra đây Duy Minh thấy có một vị sư nè quý anh chị, vị sư này à. Chào sư ơi. Ủa? À sư này thấy quen không hả? Sư đến là nào sư? Mới đến hả? Sớm giờ sư đến cái hôm mà 100 ngày sư có đến không? Không, ở đây. Sư Dư tắt nhạc nhỏ xíu rồi sư. À, nó bị bản quyền á. Thì lần trở lại này thì sư có những cái tâm sự hay là cái cảm xúc gì có thể là chia sẻ cho bà con cô bác được biết về cái ngôi mộ của chú Duy Linh hiện tại bây giờ cũng đã hoàn thành rồi. Cũng qua hoàn thành khang trang. Dạ. Thì cái cảm nghĩ của sư như thế nào sư có thể chia sẻ cho bà con cô bác được biết về đi sông Niêu nè. Đi sông Niêu nè. Thằng tượng của mình. Nghe nói giờ cô Hồng Loan sắp tháo gạp, coi gì sắp tháo gạp à. Dạ đúng rồi sư. Theo sư biết. À, nãy anh kia mới nói. Dạ, anh nào sư? Cái anh đi chung với Hưng Trần nè. Vậy hả? Thì sư cảm nghĩ như thế nào sư? Sư
giờ mộ hoàn thành rồi, giờ thì tháo ra cho đất tờ giao thoa nhau rồi, cả nhà đã cất xong rồi, không cần che nữa, không cần che máy cho nắng cho mưa nữa. Nếu mà giờ nếu gia hạn được 1-2 tháng thì rất tốt. Tốt rồi, tốt là gì, để cho bà con các nơi xa rồi các em nhỏ trong mùa hè này tới để viếng mộ chú càng có chỗ rồi che nắng che mưa cũng được. Nếu gặp gia hạn 1-2 tháng thì càng tốt. Chứ thế nào cũng phải trước sau cũng phải dỡ thôi. Sư có nghĩ khi nào mà chú thiền chú có thể là về, hiện tại giờ là chú đang đi bạn đi công tác, khi mà đợi khi nào mà chú về có chữ ký của chú rồi là bên hoa viên người ta sẽ làm việc và sẽ tháo dỡ gạp ra luôn. Nhưng mà có khi nào mà chú xem được những cái video của anh em của mình á, có thể là chú nán lại không sư? Nói chung là cái thứ nhất, cái thứ hai là phải giữa gia đình cậu Năm nè, ở cồn Lon á, phải liên lạc với bên đây hai bên. Phải là hội ý nhau để mới gia hạn được. Chứ nhiều khi bên cồn Lon muốn dỡ rồi đã, khi mẫu ba hoàn thành rồi muốn dỡ cho đất trời này kia, nó có âm dương trời đất hòa hợp nhau thì muốn dỡ rồi bên qua viên này cũng đâu ấy được. Thì phải hai bên phải nhớ nhau, nhưng mà anh em YouTube cũng phải nhất trí. Có gì có ý kiến gì để nói cho hai bên. Hai bên để cho đi gia hạn 1-2 tháng nữa, nhưng để cho con mát mẻ, để cho các chỗ rồi tới là thắp hương cho cậu. Theo như là sư á, thì cảm nghĩ của sư là sư cũng muốn là gia hạn thêm cái thời gian rồi gặp và che cho chú thêm nữa không sư? Thì 1-2 tháng nữa trong mùa hè này thì chơi ra quá chị. Không, 1 tháng cũng được rồi, 1 tháng cũng được nha sư. Thì có bà con thấy bà con đi lên đây sáng bữa nay cũng đông nè. Chứ bây giờ tháo ra là nắng dữ lắm, chói chang. Nắng chói chang luôn ha. Mà khi mà cái điều quan khoan nhất là khi mà tháo cái này ra rồi, một số khán giả người ta muốn là trồng cây xanh ở đây không biết có được hay không đó nè. Vì mình phải tí xíu phải là điện trực tiếp với anh Khánh. Đúng rồi, đúng rồi. Xin cái ý kiến của anh để là trồng cây, cây mát. Cây mát. Cây những cái cây như là cây sứ nè. To cây sứ. To luôn. Khoảng 2 mét mấy. Bây giờ là phải bứng cái cây sẵn á. Cây lộc quân hay cái gì đó cũng cái được. Gì đó có toàn cây tha la nó phật cũng được, tha la cũng được. Cái gì có mà sao? Cái này á tha la đi, cây tha la, cây tha la là cây sao sư? Cây đức Phật đó, đó. Khi đức Phật nhập niết bàn có cây tha la trong họ đó, nhưng cái bông rất đẹp. Mà nó có dơ không, nó có rụng bông nhiều không? Ít lắm, thơm lắm, bông thơm, bông thơm mà ít rụng ha. Cái gì ít rụng bông là được. Gần thiên đi, trồng cây đó gần thiên lâu năm là cũng là bậc khánh rồi. Mọi người trong sông thánh tiên Phật cũng do ta mà tưởng. Quỷ ma cũng do ta mà cũng tưởng ra. Thì do tâm Phật, tâm tưởng ma, tưởng Phật cũng do mình á. Thử ra mình kính cậu như tiên như thánh vậy. Như thánh đi. Mình làm mọi chuyện tốt đẹp cho cậu, A Di Đà Phật. Chào quý vị toàn thể. Cảm ơn sư nha. Kênh YouTube của thầy tên gì vậy? Thầy Nghiêm Bình Dương. Thầy Nghiêm Bình Dương. Thầy Nghiêm 79 cũng vô đó, có kênh YouTube đó. Thánh gì thầy có luôn hả? Có. Trời, bao nhiêu người đăng ký rồi? Mới 1.500 à. 1.500 hả? Đi có 1/3 quãng đường. Gì vậy? 1/3 quán đường là được, vậy là thầy 4.000 mới đủ, 4.000 lượt xem mới đủ. 4.000 lượt xem á, vậy là chưa đủ giờ đúng không? Đúng rồi, mới có khoảng 1.000 mấy lượt xem à. Mấy lượt xem à. Ủa mà 1 giờ 4.000 mấy 1.000 giờ phải không? Cái giờ nó chưa đủ, nó 1/3 là quán đường à. Đi có khúc vậy nè. Khúc à. A Di Đà Phật. Trời ơi, sư cũng có làm YouTube luôn sư ơi. Cảm ơn sư nhiều ha, chúc bà con cũng ủng hộ sư ha. Dạ, ủng hộ sư quý cô chú anh chị ơi. Ai cũng vậy, đồng bào Việt Nam mình mà lá lành đùm lá rách, quý vị với mình gặp mà ai mà luôn. Lá nát đùm lá te tu, lá te tu đùm lá tu tơ tả, tả tơ, lá tả tơ thì đùm lá tơ tả, quý chú vậy. Việt Nam mình có cái tính tinh thần là rất là đoàn kết luôn nha quý cô chú anh chị. Mình thấy là dân tộc Việt Nam mình có cái tinh thần rất là đoàn kết, cho nên là khi mà giặc ngoại xâm á, quý vị mà vô là xâm lược nước mình đâu có được đâu. Tại vì do cái lòng dân của mình lúc nào cũng là đoàn kết. Khi mà ngày xưa Trần Quốc Toản với Trần Quốc Tuấn á, quý anh chị, khi mà ở trong cái gia đình đó là kiểu như là lịch sịch, trong gia đình lịch sịch, nhưng mà đến khi mà giặc đến là người ta là cái anh hùng mà bỏ cái chuyện riêng tư qua một bên, cùng nhau để là hợp sức với nhau để là chống giặc hay quý anh chị. Đó mình còn đánh giặc Tàu ngàn năm, giặc Pháp, giặc Mỹ gì trăm năm mình bất mà. Bất mà đúng rồi. Mình có lòng là bởi vì cái lòng phải nói là cái dòng lòng dân của mình là rất là quan trọng luôn nghe anh. Không thắng tính, cái tính đoàn trước kết. Trước sau rồi. Cũng phải thắng à vậy. Trước sau cũng thắng. Trời vũ khí nó tối tân gì. Bởi vì trời là cũng thương đúng không anh? Ủa đúng không sư? Đúng rồi. Đó. Cảm ơn sư ha. Dạ.
đó, quý chú anh chị thấy cái tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam mà Duy Minh mà vừa nói là cái nổi cái ốc luôn quý anh chị. Mình không ngờ mình là một cái dân tộc mà nhỏ bé mà có thể là không có ai mà chia cắt được cái tinh thần mà đoàn kết của dân tộc của mình là quý chú anh chị. Đó, thì mình rất là ngưỡng mộ những cái anh hùng đã vì dân vì nước vì độc lập tự do đã cùng nhau để gác qua một cái chuyện riêng tư để là giống như cái chuyện của gia đình vậy đó, gác cái chuyện riêng tư làm chung, lấy cái điểm chung là phải cho nó hoàn thành cái sứ mệnh rồi xong rồi cái chuyện gia đình sẽ giải quyết sao quý chị. Đó là cái tinh thần phải nói là vì mình rất là quý luôn, rất là tôn kính là quý chú anh chị. Giờ buổi sáng rồi mấy. Ủa rất nhan gì nữa, thằng nó nặng quá đó, nó chốc gốc lên dồn gốc luôn ha. Đâu nhan gì gốc đây, ủa rất ngang luôn hả? Cốc cho sao luôn. Sao cốc cho ra luôn, cốc cho ra cho lúc miếng đây. Giờ rồi. À, chế này vô hả? Đừng hốt ra, hốt. Cái này mình thay ha sao? Dính nè bà, cái chừng nhang chứ. Hàng chi. Chân nha hả? Chi nó cứng. Chân nhang quá trời chứ á. Hàng chi cho gắm nhang hoài cũng được chỗ hang hay trời. Anh móc nhang ra, móc cái góc nhang ra. Hết là được nhau. Góc nhà dưới góc nhà á, ừ góc nhà dưới đây nè, nhỏ này có nên không ta? Góc nhà mà anh, nhà hả? Không ra kệ nó luôn, không cái đây là không rút được, em rút cho anh cầm đây, em rút cho anh. Thứ nhất à, chuyện nhỏ để 15 mét xử lý. Rồi, mấy anh em đang hiện tại giờ đang nhổ những cái gốc nhang ở dưới đó, quý cô chú anh chị. Hàng chị nó dướng nè, thấy không? Dướng gốc nhang ha. Đâu đâu cho coi thôi. Sâu lắm nha, cái này sâu lắm á. Là tại vì ồ, hàng chi gốc nhang. Thấy chưa? Gốc gốc lên cái khúc nè. Mình chỉ cần cắm nhang cái bài không vô. Không vô ha, vậy là quá nhiều luôn rồi. Vậy là khỏi cần cái đó rồi ha. Khỏi đi. Mình hút cát đâu đâu cần phải hút cát cho đâu, nhiều lắm á, tại cái này nó bị dướng nhang ở dưới mà dưới này có luôn, cho nên là có con xuống chứ không phải là cát rẻ, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, bị dướng nhang, dướng chân nhang chứ không phải là cát rẻ, tại vì anh em mình cứ mỗi nào cũng cắm lên cho nên là đâu có rẻ được, nó cứ bị dướng nhang ở dưới. Ủa mà sao dưới ở dưới đó nhang dưới dữ ta, lấy được không? Lấy được không? Được được, giỡn đi, lấy từng cây trước. Không, nó sâu vậy nè, thấy chưa? Anh đổ cát ra luôn. Đổ không, cát chút xuống luôn. Chút luôn là ra cho luôn à. Từ đổ lát mới không. Vô. Không được, không. Cái được. Đó không, cái không ly hương nó không được giờ nha. Không. Ly hương. Đấy là ông tính là đổ cát ra. Cái ly hương đâu có được giờ tới vậy lui đâu. Không được giờ. Đúng rồi. Chỉ là gỡ gốc ra được nhưng mà không được giờ cái ly hương. Bây giờ đâu. Cái này là có thầy à, sư. Sư vô đây cho họ cho mà hỏi thăm tí sư. Cái vụ nhang này nè, mình nhổ gốc những cái gốc nhang là được ha. Rồi cái nhỏ sạch sẽ, vệ sinh sạch sẽ. Qua trăm ngày dễ đòi hả? À, nhưng mà cái ly hương thì vẫn để yên nguyên ha. À, nhỏ sạch. Đó này cũng năm chùa này cũng là hương đăng mà. Dạ. Trăm đèn cho Phật nè, với quét dọn rồi. Dạ. Yeah. Làm nữa là người mình sáng suốt mà sạch sẽ lắm. Đúng rồi, sáng suốt sạch sẽ luôn, trí huệ thông minh tinh tấn ha. Với anh với hai cứ cứng anh cài lên, tại vì cầm nhang với cát dưới giờ nó kẹt dưới lắm. Dạ. À, giờ 15 mét là đang thấy rất là nhiều chân nhang ở dưới quý chú chị. Thì đang nhổ lên từ miếng luôn. Kẹt chứ. Ủa mà sao nó cháy sâu dưới dữ ta? Dạ. Ngu ngốn làm như cháy tuốt dưới luôn ha. Bỏ trò vậy đi. Cho hàng lên, cái điều để cát là cắt điểm rồi, cắt hoa lương á, lương cắt trắng. Đúng rồi. Bỏ đường nó đặt là tại nhang là dễ dĩa. Cái to là to luôn. Cái này là cái gì? 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 Cái này
hay là một. Có. Anh kêu. Có đá chưa? Ồ, bữa nay là cắt bên hoa viên là cắt tỉa cành nè quý chú anh chị. Tỉa cành cho nó gọn lâu. Wow. Đây là tính tiền. Đâu rồi anh đổi vô chưa anh? Đâu rồi, đổ ha, để anh trả tiền luôn ha. Rồi. 50k đúng không anh? Mà 49 được không anh? Được không? Thôi là em nhà nha. Bây giờ thùng cũng bớt rồi, lấy bớt thùng gì ha. Dạ, lấy hết rồi bớt thùng gì đi anh. Cho em muộn lên thùng này nữa ha. Rồi, cảm ơn anh luôn rồi. Cái nước đá này anh cũng tài trợ mấy cái bữa mà cúng 100 ngày đó quý anh chị, trước bữa là 99 ngày là anh đã gỡ, là cũng rất là cảm ơn anh luôn đã hỗ trợ cho là mấy anh em cái thùng này quý chú anh chị. Quá im rồi, cảm ơn anh nhiều nha anh. Cảm ơn anh đã hỗ trợ ha, cho phước đức của anh cũng nhiều lắm á. Chúc cho gia đạo gia đình anh nhiều sức khỏe, buôn bán mua may bán đất nha anh. Rồi quý chú anh chị ơi, sao bổ con của anh ngố đâu ta, anh được ngố đâu ta, con anh được ngố chưa, lỡ hả, lỡ chưa, cô la chưa có hả. Sáng là bên mấy anh bên hoa viên người ta cắt tỉa cành cho nó gọn gàng quý chú anh chị đó, cho nó gọn gàng sửa cái cây. Đâu phải bố vệ anh. Ủa? Anh này bên cây xanh. Bên cây xanh hả? À? Bên cây xanh Hoa Viên đúng không? Dạ. Ủa? Alo? Dạ dạ. Gì chữ ghê trời. Dạ dạ. Dạ chị đi tới đâu rồi chị? Đi tới đây cậu với tất cả chị và những người cần gì khác. Dạ. Dạ. Dạ dạ, chị đi xe 16 chỗ đúng không? Dạ. Dạ bao nhiêu thùng chị? Bao nhiêu thùng nước suối? Dạ. Từ đâu lên chị? Từ điểm xuất phát của chị á là từ đâu? Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ ơi. Dạ. Dạ dạ. Dạ hay chị. Dạ biết. Dạ. Chở dầm cũng gần em mà, khoảng mười mấy cây số là tới rồi. Qua phà là tới. Rồi vậy là mai khoảng mấy giờ chị lên đây? Rồi tới đây thì chị phải điện em trước nha. Đừng em ra em đón chứ. Phải điện trước. Chị tới Bình Dương là chị điện em được rồi đó nha. Rồi. Dạ dạ dạ, em sẽ mua hoa giùm chị. Hoa đồng tiền hoa ấy chị. Sâu vậy nè, thấy không? Ừ. Sâu vậy nè, thấy cỡ nào? Dạ dạ. Dạ dạ, vậy em chào chị nha. Rồi. Rồi được rồi. Cho lắm hết lâu đi. Rồi các bạn. Để lát lầm, lâu luôn kìa. Để lâu cũng đủ cho lâu rồi nữa. Vậy à. Nó từ từ, cho lâu mất nó lâu toàn luôn. Quá đá luôn, đá với cục cục. Nó giờ 15 ếch đang nhổ những cái chân nhang quý chú chị, còn ở dưới nha. Và những cây hương này là chúng mình cắm lại nha. Cắm lại nó đẹp luôn á. Cắm lại. Ủa nói sao mà cứ cắm hoài đây đè đè ông xuống. Được rồi, cho đâu gác đi. Đang sấy cho mềm bớt. Thôi được rồi anh. Dạ. Đấy, ý là cho coi còn sót cây nào không? Rồi, tiểu vô nó đi. Đưa cho tiểu đổ cát đi rồi mình lau. Hèn chi. Rồi, tới công việc của tiểu đi. Rồi. Rồi gái.
Bây giờ anh giao vô tiểu nha. Cảm ơn mấy cái hùng nhau. Cho đó cắt đi, cho đó cắt đi. Ôi lúa cắt vô đầy sao em? Giờ mấy anh em phải là chăm chút đủ không vậy? Đây em cầm đây, em cầm. Cát vô thêm đừng có đau. Lấy lau ngồi. Anh nghĩ đừng đổ cát vô nữa em ơi. Đổ vô là nó đầy nữa đó. Đổ đất thôi. Ờ à, đất nhiều rồi đó. Đúng rồi. Rồi cái em gạt ra đi. Em gạt vô bọc rồi. Chú tiểu quá hay rồi quý chú chị ơi. Đang làm cái lý hương cho nó sạch sẽ mới mẻ là nghe quý chú anh chị đó. Rồi. Đó có kinh nghiệm, chú tiểu là có kinh nghiệm đây lâu lắm rồi. Cảm ơn Lương ơi, chú tiểu à, lúc trước á, khi mà mộ của chú Vũ Linh á nó mềm mà em không nhớ hả, em tưởng nó cứng hả. Dùng hết lực cắm luôn, tao mềm xèo là không nổi không. Nó tưởng đâu còn cứng. Chẳng bàn luôn. Tại đó cứng, dưới múc sao dưới vậy? Cứng, múc là sao đấy cứng, nha. Cứng cắm cho nó thẳng hàng á nó đẹp hơn. Cứng cắm cho thẳng. Ok phải không? Rồi giờ lấy cái hao vệ sinh cái bàn thờ cho cậu. Đó. Chú tiểu dùng hết sức. Cắm cái cây đầu tiên hết rồi. Cắm một cái dùng hết sức cắm một cái là lúng túng ở dưới luôn. Đó, giờ đẹp hết mình ha. Ok rồi, nhưng mà cắm nó hơi ngay lên tí xíu để anh sửa chỗ ngay lại nó đẹp ha. Để kéo cái này lại không? Ngay này không thấy ha. Để mình cắm là nó nhìn nó lịch sự tí không chị ơi. Ừ. À, giờ là chú tiểu đang lao quét những cái hương hướng. Này là không có người nhà em cũng như là người nhà. Hai người nhà làm những cái này nói chung là bà con anh em nào đến đây thì dọn dẹp ở trên bàn của chú cho sạch đẹp và được quý anh chị. Nhưng mà có cái điều cấm kỵ là tránh giờ ly hương nghe quý anh chị. Đó, ly hương cứ để yên nguyên để lao không? Cho sạch là được. Giờ ly hương đâu tốt đâu. Đúng rồi. Hình như ở ly hương này từ đó giờ yên nguyên luôn, không có giờ tới giờ lui luôn quý chị. Từ lúc mà chú mà hạ nguyệt tới giờ luôn á quý chú chị, không ai giờ luôn nha. Chỉ là kinh các bạn thôi. Đó mấy cô cứ đi vô con chừa đường thẳng cho mấy cô đi vô. Đó, thay lợn cái là bà con thấy không, rất là dễ cắm luôn. Bà con cắm bên trong trước là sẽ bà con bên ngoài sẽ cắm miếng ngoài nó sẽ dễ cắm. Chú tiểu thì đang lau dọn những cái phần mà hương cái tàn hương á quý chú chị nó rớt xuống á. Ủa nó như lao bên trong nữa, lao bên trong nữa hả? Có cần ghế nữa không? Giờ cắm nhẹ là vô. À, có rồi. À, quý chú chị, chú tiểu làm cái điều này là rất là tốt nha, là chú tiểu em mà chăm sóc cậu độ em á. Trước kia là vì mình hay làm những cái này lắm quý anh chị, xong á là mấy anh em thấy mấy anh em làm cái này trước thì Di Minh với chú tiểu là hay làm, xong cái có một thời gian sau thì có vlog Lương vlog, xong thời gian sau là có mấy anh em khác nữa, Lâm ở Bình Dương, Tài, chị Nhi, chú tiểu thì chú cũng thường xuyên với Thiện Tiên, thì em với anh là đó là vô làm đầu tiên đúng không? Xong á có mấy thời gian sau mấy anh em là anh mới lập mộ là ông nút mà mới đưa vô đây tới giờ luôn anh. Sau này có mấy anh em đến làm phụ cho nên là hình như là nhường người việc lại cho mấy anh em luôn.
không có làm, mình không làm nữa. Lúc đó sáng vô mình hay ấy chà quý anh chị, tại vì ba cái chung nước đó là ba cái chung mà của một cái người chị ở Sài Gòn gửi gì mình mua đó. Bây giờ cậu Năm có nhiều con à? Ừ, nhiều con, nhiều ấy ha, nhiều con nhiều cháu. Mấy anh em mình ở đây là con của chú á, con kiếp trước á, con kiếp trước của chú á, bởi vì là mang nợ chú ngày xưa kiếp trước giờ chú cũng là nuôi dưỡng anh em mình á, cho nên là giờ kiếp này anh em mình phải phụ để săn sóc mộ chú ấy, săn sóc mộ chú á. Em bây giờ là cảm ơn bà ha. Alo. Alo. À, đỡ anh tí khi nào anh điện nha. Dạ. Dạ, sao quay cho bà xã. Cảm ơn em nhiều nha. À, quý anh chị, bà con dẫn đến thường xuyên luôn quý anh chị ơi, chứ không có mà như dự định mấy anh em mình ha, dẫn đến lai gai vào quý anh chị. Anh tới đến từ đâu anh ruột à? Quý anh chị, cô sáng nay là cúng mâm ngũ quả quý anh chị ơi, vì mình thì mới đặt cơm. Sáng nay dì mình khoảng đặt cơm khoảng 11 giờ cúng heo quý anh chị. Đó. Sau video này dì mình sẽ cúng cơm cho là chú Vũ Linh. Đó quý anh chị ơi. À, một mặn một chai quý anh chị. Đó. Đó mình cúng nửa mặn nửa chai luôn, qua trăm ngày thì cô bác nói là cúng mặn bình thường. Nhưng mà dì mình vẫn cúng chai luôn cho chú có dùng chai. Đó. Thì dì mình nghĩ là chú dùng chai, còn những cái như vậy đằng sớm của chú thì về chung chung là phải ăn mặn quý anh chị. Vâng, thì để Duy Minh chia sẻ thêm một đoạn nữa cho bà con cô bác xem về những cái tấm hình của chú ha. Đây là những cái tâm huyết của bà con cô bác. Và nó thật sự luôn quý chú anh chị, đây là cái người khi mà nói đến hình với hoa là Duy Minh cũng muốn nhắc đến một người chị. Mà cái người chị này rất là bí ẩn luôn quý chú anh chị. Nè chú, tự nhiên mình nhìn cái hình này của chú cái mình giỡn ốc luôn quý anh chị nè. Đó, cái hình này làm như nó có hồn, có sức hút quý anh chị. Nhìn ấn tượng với Duy Minh lắm, đặc biệt ấn tượng với Duy Minh. Giống như chú đang hiện hữu, đang nhìn Duy Minh. Nó thật sự luôn. Đó. Mình rất là quý chú mà mình cũng rất là tự hào khi là mình là người nhỏ tuổi mà ngày xưa mà cũng được ôm hung chú trên sân khấu. Đến bây giờ mình cảm thấy mình rất là cái niềm vinh hạnh của mình quý anh chị. Mình rất là vui. Khi mà mình nhớ đến lần nào, khi mình nhớ đến mình buồn, nhớ lên chú thì mình vui lên lại quý chú anh chị. Alo. Đang trong mộ, đang quay luôn nè, quay trong mộ nè. Vậy nha. Trong mộ luôn, xe trong mộ luôn. Đó, nhưng mà đặc biệt đây là Duy muốn nhắc đến một người, đó là biết bà con biết ai không? Đó là chị Hồng Ngọc của anh chị. Ủa sao cái tấm hình này để riêng kẹn của bên ta? Riêng kẹn của bên nè. Riêng của bên nè. Riêng của bên. Rồi. Ok. Sao cô? Cậu nói với bà con là nhà nó cậu thích ăn ổ mì mà dùng kem vô, trời ơi giàu biết bao nhiêu. Ủa, là ý cô xem video hay là cô làm trên bao? Coi trong video á. Dạ. Cậu nói á. Gì hả? À, đừng quay vậy, trời đừng quay. À, có sao đâu cô. Dạ cô chưa quay rồi thôi, con chưa quay. Cô ở gần đây không? Con quay tiếng nha cô. Dạ dạ. Nói chung là ai đến đây cũng là một điều khóc nhờ. Những cái người mà tiền rừng bạc biển vậy nó ăn cao rừng, ăn yếm, yeah. Cao lương mỹ vị ai đâu mà. Yeah. Thích nhất là ăn ổ mì mà sẽ ra ha, dạ. Cái đó là của con nít ăn. Dạ. Mà hồi nhỏ nghèo khổ rồi ăn được cái đó là ngon mà tới bây giờ cũng vẫn ngon. Ủa con hồi xưa là con mà được ổ mì đó con mừng phải nói luôn 3 ngày luôn á. Dạ. Mà tới khi giàu có cũng thích ăn ổ mì kem. Dạ. À, chú thành ông thánh à, ông thánh bạc thì chưa có nhưng mà được, tại thánh vì theo đó. Từng bạc cô gì à, thánh thần người tiên Phật có thời dạ thời
không, không phải, cái đó là cái chú trong cây vỡ tuồng là một tiền liên, là đóng dài chứ không phải là cái hình đó của chú sau khi mà dạ. Sau khi mà tấm hình này là cũng dính dáng đó là được là Phật tổ là quá độ nè, quá độ là thành ông tiên nè, đó là một tiền liên đó trong cái vỡ tuồng một tiền liên tề mẹ đó. Đúng với Hồng Nga. Dạ đúng rồi. Mà nghe lòng từ bi bác ái. Dạ phải nói luôn có một không hai luôn, có một không hai trên đời này, trên đời này luôn hả cô, có một không hai phải nói luôn, rất là tuyệt vời luôn hả cô. Coi mấy cái clip rồi quay về gia đình ăn cơm. Dạ. Ăn chăm chung cá mẹ khỏe, cá cô muốn khóc luôn rồi, cô rớt nước mắt rồi quý vị. Mẹ mới tới hả? Mẹ gì mình ở bên đó mới tới rồi quý vị. Chị mẹ con á, mẹ con dạ, mẹ Duy Minh, mẹ thắp hương chưa? Chưa hả? Chưa hả? Ờ đang đợi người ta ha, đang đợi có bao nhiêu tiền ăn uống đơn cơ giản vậy, tiền như mình thoải mái mình làm từ thiện dạ. Không có thích ăn xài phung phí dạ, tôi ăn rất là đơn cơ giản vậy. Làm từ thiện thì làm tiếp. Quý quá ha cô. Phải nói quý anh chị những tình cảm bà con đến đây là cô này không cho ghi hình chứ. Dạ con đâu quay đâu. Cô không có ghi hình đó chứ vì mình quay cái là bà con thấy là cảm động này. Cô là muốn gớt mắt luôn quý cô chú anh vậy. Thật sự cô ở đây là mình không dám nói dốc luôn á. Mình vô ở đây chỗ nào được nói dốc được, ở đây không nói dốc được nha quý anh chị. Mà ở đâu cũng muốn lên nói dốc. Dạ đúng rồi. Alo. Dạ đúng rồi cô, có gì không cô? Sao cô? Dạ dạ. Ai? Quyết rồi con không biết cô ơi. Quyết con không biết, sao cô? Có vấn đề gì cô? Dạ. Mà sao cô? Dạ dạ. Dạ dạ. 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 Dạ sao cô? Dạ. 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 Dạ dạ. Dạ. Dạ dạ. Dạ. Dạ con có nghe, con có quay mà cô. Dạ. 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 Dạ dạ dạ, thấy cô con cảm ơn cô nhiều hơn cô. Dạ gì cũng được. Dạ, tổ gì là cô có bán xuất khẩu ghế hả cô? Cô Cô
cơ sở gì cô? Đang ghế xuất khẩu hả? Cô gì? Cô tên gì? Cô Nguyệt. Dạ, cô Nguyệt. Nguyệt Khánh hả? Dạ, cô Nguyệt ở Cầu Kè. Dạ, con cảm ơn cô đã góp ý cho con nghe cô. Chúc cô gia đạo gia đình cô thật là nhiều là may mắn, làm ăn phát tài phát lộc nghe cô. Dạ, dạ. 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 Dạ, dạ, dạ. Con cảm ơn cô nhiều nghe cô. Dạ, dạ. Chào cô. Dạ, dạ. Dạ, 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 dạ. Con cảm ơn cô đã góp ý cho con nha. Con chào con nghe cô. Dạ, dạ. À, quý chú chị có một người cô cũng là góp ý cho Diễm Minh. Đó. Dạ. Cái nón của ai cô? Ruby ha. Dạ. Dạ, cô cho con thu cái tiếng cô vô được rồi. Ồ, cái tiếng đâu cô, đâu có sao cô, cái tiếng mà. Cô ngại. Dạ, dạ, nhưng mà thu tiếng đâu sao? Thu tiếng có biết ai đâu. Mà cô cũng chia sẻ hay mới thu với cô chia sẻ không hay đâu có thu. Tôi thấy cô biết gì. Dạ. À, cô chia sẻ cũng khá là hay nhưng mà cô không cho thu. Hôm nay bà con đến cũng rất là đông luôn nghe quý cô chú anh chị. Dạ. Giấy tờ photo thôi, đừng đem bằng đó. Vì gì bà kêu giấy tờ đem theo á. Dạ dạ. Nhưng mình đừng có đem photo thân thứ, cái gì mà có liên quan đó, mình đem photo hai tờ. Thì sao mà cô? Bản gốc mà đừng đem theo luôn. Cái gì vậy, nếu mình nộp cho tòa hay gì mình đem bản photo thôi. Dạ. Chứ không có đem bản gốc. Ủa là gì, là sao cô? Tại vì mình là người đi hầu tòa mà. Ví dụ mình photo mình đem theo đây, chừng nào mà tòa có yêu cầu giấy tờ gì thì đưa bản photo mình ra. Dạ. Yeah. Ủa cái đó chắc con nghĩ là bên kia có luật sư đó cô, cho nên là người ta cũng sẽ. Mình cũng dẫn photo theo để thuận lợi. Dạ, thì con nghĩ là bên luật sư người ta sẽ là tư vấn hết à cô. Tại vì bên chị có cái chị luật sư họ bổ cắm 100 ngày, ủa cúng 100 ngày đó chị luật sư thấy của chứ, có lên đó. Theo chứ, bữa đó à, hai chồng lên qua Diêm làm việc qua Diêm cũng thấy có luật sư theo đó. Dạ yeah, dạ. Yeah. Với lại nhiều khi mình sợ cái là bên cô Sáu mà đôi khi mà thấy bộ bả không ổn á, cái bả muốn giải hòa là như từ đầu mà đã chia cho căn nhà rồi vậy đó, cái gì khi ta buộc mình là phải hứa tại tòa án là ký giấy rồi vậy đó, đừng nên ký. Dạ, ký ha. Không, mình không ký, chừng nào mình bán được đất mình muốn cho ai mình cho mình cho tự lòng của mình ha cô, ý cô là vậy ha. Chứ mình dạ. Nếu tại tòa án mà mình ký. Ủa cho cô biết sao thông tin này, cô biết ở đâu rồi ra hả? Dạ, từng đi tò hả cô? Dạ. Con cảm ơn cô ha. Cũng có đi rò qua rồi. Dạ. Như tỷ mà hòa giải á, mà cô Sáu dạ, dạ. Lui vậy đó. Dạ. Nhưng lại từ đầu vậy đó, đó nó bắt đắt mà cho Hồng Loan dạ. Với cô Sáu, Hồng Phượng với cô Sáu cái nhà vậy đó. Dạ. Dạ con cũng cảm ơn cô ha. Cái vấn đề này con nghĩ rằng là bên luật sư với bên chị lo sẽ biết cái cách để là giải quyết nha cô. Còn đây là ý kiến của cô thì con cũng ghi nhận rồi, cảm ơn cô và chia sẻ. Dạ dạ. Con thì video đến đây thì Diễm Minh chia sẻ cũng khá là dài quý anh chị ạ. Thì có rất nhiều bà con cô bác đã đóng góp những cái ý kiến riêng của mình. Thì bà con cô bác xem có thể là video á, thì có cái điều gì sơ xuất ấy, bà con có thể là để lại những cái ý kiến bình luận ha quý anh chị, để góp ý cho Diễm Minh ha. Giờ bây giờ Diễm Minh cũng quay video này rất là dài quý anh chị ạ. Diễm Minh cũng xin kết thúc đây. Nếu mà con thấy video có ý nghĩa thì cho Diễm Minh một like, một đăng ký và ủng hộ kênh để giúp kênh tương tác đến tất cả bà con cô bác đằng xa trong ngoài nước được ở nhà được xem theo dõi hàng ngày trên kênh của Diễm Minh ha. Giờ Diễm Minh xin chào bà con, chúc bà con nhiều sức khỏe nha. Anh đang muốn mấy con gọi thành dài quá.